Xin kính chào quý vị và các bạn. Gió đông nam ẩm vẫn là hình thế chi phối thời tiết ở khu vực Bắc miền Trung. Vì thế trong sáng nay khu vực này vẫn có sương mù rải rác, riêng tại Thanh Hóa còn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn. Đến trưa chiều mây mỏng bớt, trời có nắng từ thành phố Thanh Hóa, Vinh xuống tới Đồng Hới và Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 27 đến 31 độ. Nắng và nhiệt sẽ còn có xu hướng tăng dần ở khu vực này trong những ngày tới. Như tại Nghệ An, nếu như hôm nay trời nắng mây đan xen với mức nhiệt vào khoảng 28 độ, thì sang 2 ngày sau trời ít mây, nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng lên ở mức 29 đến 31 độ. Nhiệt tăng nhưng chưa quá nóng, quý vị có thể tranh thủ khám phá miền Tây Nghệ An như huyện Con Cuông. Đến đây không chỉ có phong cảnh hùng vĩ mà quý vị còn được thưởng thức ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc Thái. Ở phía Nam miền Trung trời có nắng từ sớm và kéo dài liên tục cho đến chiều. Riêng Quy Nhơn chiều tối có mưa, nhiệt độ cao nhất ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết vào khoảng 30 cho tới 31 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên, ngoại trừ Đà Lạt có mưa về chiều tối 25 độ. Còn các thành phố khác đều nắng cả ngày, trời nóng với mức nhiệt 33 cho tới 34 độ. Khám phá biển đảo tại Khánh Hòa sẽ rất thích hợp trong thời điểm này. Hôm nay và 2 ngày tới, nắng là thời tiết chủ đạo với mức nhiệt không ngày nào vượt quá 32 độ. Tối và đêm không khí dễ chịu, tạnh ráo với gió biển thổi đều, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhiệt độ thấp nhất ở đây vào khoảng 23 độ. Đắk Nông ở Tây Nguyên thì nóng hơn. Hôm nay và 2 ngày tới, ban ngày trời nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất đạt 33 đến 34 độ. Lưu ý tối và đêm thời tiết thay đổi rất nhanh, nhiệt độ giảm mạnh xuống còn 19 độ trời lạnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về thời tiết trong những bản tin thời sự tiếp theo.